Định sáng đi nhưng mà sợ sáng không kịp, nhà mình trên đó xuống đây thì đâu có kịp nữa đâu. Thế là em đi trong đêm luôn á, mưa cỡ nào chạy đi trong đêm luôn. Tiền bạc hết, em nói anh, em nói đi từ 8 ngày trời tới giờ là trời ơi trời, không có đủ không tiền người lớp người này cho, người em nó cho rồi người ta cho mượn đi cầm chiếc xe mà mình đi bán vé số chở tụi nó về hàng ngày đó. Trời ơi. Mà người ta không có cầm, người ta nói thôi cho mượn nó đi đi, đi đỡ đi. Dạ rồi em xin phép chào chị. Dạ, Chị chào em. có thể giới thiệu chị tên là gì? Dạ, em tên là Phan Thị Bích Thủy. Chị Thủy ha. Dạ. Chị Thủy là quê quán ở đâu đây? Dạ, quê quán em là ở Thừa Thiên Huế nhưng mà hiện tại là em về ở Ô Môn, Cần Thơ. Chị lập gia đình ở Cần Thơ. Dạ. Chị Thủy hôm nay là về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ giúp đỡ gì đây chị? Dạ, cuối là em xuống đây em nhờ các anh ở dưới đây là vào cuộc tìm giùm đứa con của em bỏ nhà ra đi vậy đó. Con của chị họ tên đầy đủ là Dạ, gì? họ tên của con của em là Phan Anh Kiệt. Phan Anh Kiệt. Phan Anh Kiệt Bé năm mà nay nhiêu tuổi dạ chị? 12 tuổi. 12 tuổi hả? Dạ. Bé là bỏ đi ngày nào đây? Dạ, bỏ đi vào chiều ngày 14. Ngày 14 mà Ngày thứ sáu á. hôm nay 22 rồi. Dạ, là Chị có thể chia sẻ cái sự việc mà con nhà mình bỏ đi như thế nào? em nói là y như là con này con của em là cũng có người rủ đi á, chứ con em từ đến giờ là không có đi như vậy bao giờ hết. Hôm đó là Kiệt đi đâu và làm gì? Dạ, cháu đi bán vé số về, cái bỏ cái giỏ vô trong cái tủ của em, cái bắt đầu băng qua tắm tắm xong chạy về, cái bắt đầu là băng qua cái hàng cây công viên là chạy mất luôn nè. Trời đất ơi. Dạ, là đi luôn ngày đó tới giờ luôn. Ông xã của chị đâu? Dạ, ông xã của em mất rồi. Trời ơi, mất lâu chưa chị? Dạ, mất 2016-18. Vậy là 6 năm trời rồi Dạ. đấy. Chị là mẹ đơn thân. Dạ. Chị được mấy người con? Dạ, em có bốn người con nhưng mà ba đứa kia là ở riêng rồi, lớn rồi. Còn cái đứa này là nó ở chung với em từ đó đến giờ. Thì cuối là nó thì đi bán vé số, còn em bán khoai khoai nướng, chuối nướng. Chị năm Dạ. mấy rồi đúng không? Dạ, em 51 tuổi. Chị em còn nhỏ lắm Dạ. nha. Dạ. Dạ. Vậy là con trai nhà mình là cùng với chị là bán vé, con trai thì bán vé số, còn Dạ. chị thì bán bánh nướng ha. Dạ. Trước giờ con trai có bỏ đi như vậy lần nào chưa? Dạ có một lần nó cũng bị người ta dụ mà thằng đó cũng lớn hơn cỡ nó thôi nhưng mà đi ngoài về ngoài Vũng Tàu ngoại nhưng mà sau này có cái phái hiệp sĩ mà dưới cây khế Cần Thơ á Dạ. là đưa về xong điện cho em xuống dưới đó là em bỏ đưa cháu về. Sao cái hình chị cầm mờ thế? Cái hình này lâu chưa chị? Dạ cái hình này là y như là cũng độ chừng mấy năm rồi, y như là chụp hình sinh nhật á, là nó ngồi ăn chung này kia kia nọ mới có, chứ mà em nghĩ là từ đó đến giờ mình với nó đâu cũng đâu xa rời đâu nên đâu có chụp hình đâu. Con nhà mình là có xài điện thoại không? Dạ không. Là bé không có điện thoại riêng. Dạ, không có. Bé 12 tuổi. Dạ. Ủa bé học cách lớp mấy đây chị? Dạ mới học có lớp 1 à, gia đình Trời nghèo đâu có cho học ơi. nhiều đâu. Mới học lớp 1 hả? Dạ, hồi đó bố nó bệnh đó. Dạ. Ê, em thì con đông nữa, lớp buôn bán này kia nên đâu có tiền mà đâu mà cho con ăn Ủa học. con đông là sao, là mình mấy đứa con đấy? Dạ là bốn đứa. Bốn đứa nhưng mà bây giờ nó lớn lên thì ba đứa nó ở riêng rồi. Còn chỉ có hiện tại là cái đứa này là nó ở chung với em thôi. Vậy là ba người kia là có gia đình rồi hả? Dạ chưa. Chưa có luôn. À chưa Dạ. có, lại không có ở chung với mẹ Dạ hả? không. Chỉ Thế là có. đây là con chung hết một nhà đúng Dạ không? đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sự việc này chị đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ rồi. Báo rồi đúng không? Dạ. 8 ngày trời rồi mình đi tìm ở khắp nơi chưa? Tìm hết rồi, không có đường nào mà không có tìm em. Cái khu mình bán là mình đi rồi hả? Dạ đi rồi. Mình có hỏi thăm người ta không? Dạ có. Mình có tìm ra được cái tin tức manh mối gì không? Dạ không, nhưng con em nó nhắn lại là nó nói là mày nói với mẹ tao là tao đi Sài Gòn rồi. Nhắn với ai? Nó nhắn với mấy đứa bán cái số chung với nó. Ôi trời đất ơi, đi Sài Gòn nhỏ xíu tuổi, Thì 12 tuổi mà đi Sài Gòn gì? em nghĩ là chắc cũng có người rủ đi người lớn dẫn nó đi nó mới dám đi như vậy, chứ từ đó đến giờ nó không có đi mà kiểu như vậy. Thường thường là bé đi bán vé số là bán mình hả? Dạ Bán là bán vòng vòng ở khu đó hay như thế dạ đúng nào? rồi, bán vòng vòng ngay chỗ là công viên cái gần đó thôi, Bạn bè của bé đi bán chung có nhiều không chị? cũng đông như cỡ nhỏ nhỏ như nó thôi. Chị hỏi hết bạn bè của nó chưa? Thì người ta nhắn lại đó, Cái người bạn đã lớn tuổi chưa? cũng cỡ nó lớn hơn nó chừng tuổi 2 tuổi nè. Vậy hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi nó mà nó lúc mà đi á là nó đi là lúc đó là chưa được 4 giờ nữa, chưa được 4 giờ nữa mà vé số vẫn còn mà nó giục ở trong hộc tủ á, rồi nó còn cầm theo 600 ngàn nó đi nữa, Dục nhiều vé số không chị? nó còn để lại trong cái túi số của nó là 36 vé nữa.
36 vé. Rồi nó cầm theo 600 ngàn đi nữa. Là bữa đó em đứng ra em phải mượn mượn tiền người ta để đập trả cho đại lý. 600 ngàn đó là của mình hay là của bé bán được? Là cối là tiền của bé bán được, nhưng mà cũng là tiền của người ta chứ không phải tiền của mình. Tức là bé bán được cái tiền mà lấy số về bán. Dạ dạ đúng rồi, cái lãi mình ăn gọi vốn mình trả người ta đó. Thì thường là bé đi bán là mấy giờ là về nhà chị? Như là cối là sáng là trên nhà là hai mẹ con chạy xuống. Rồi bắt đầu bán xong rồi tối khoảng 7 giờ 7 rưỡi là chạy về. Về nhà. Bé nhà mình cũng ngoan không? Dạ cũng ngoan, nó cũng dễ nghe lắm. Người ta cũng thương dữ lắm. Nhưng mà cũng thấy tội ha. Dạ. Mới 12 tuổi mà đi bán vé số rồi. Con nhà mình đi bán từ năm bao nhiêu tuổi đấy? Nó bán cách đây cũng phải mấy năm à. Mấy năm rồi. Dạ. Thấy thương ha. Bán mấy năm rồi? Năm nay 12 tuổi chắc phải bán 4 năm rồi. 8 tuổi là đi bán vé số rồi. Dạ. Chúng là cái tuổi này là đang cái tuổi ăn tuổi học. Dạ, thì bởi vậy mới nói chứ. Lên tới đây là cùng đường lắm rồi. Tiền bạc cũng ấy không hết. Hết cách rồi đúng hết rồi. Sắp luôn rồi, thiệt. Hồi sáng đi người ta cũng cho mượn tiền để đi nữa, ta nói thôi mày đi đi. Xe từ Cần Thơ về Bình Dương nhiều tiền không chị? Dạ, từ dưới nhà mà chạy ra đi xe ôm ra tới bến xe là hết 150. 150 rồi đón xe từ dưới Cần Thơ về tới đây hết 190, 180 nữa. 180 rồi sáng kêu xe ôm chạy lại đây hết 60 ngàn nữa. Bến xe Bình Dương lại đây mà 60 cơ hả? Cuối là nó chạy nó chở mình đi rửa hình rửa gì đó. Dạ. Khổ thật sự khổ. Bây giờ là còn hai mẹ con mà con thì bỏ đi như thế này. Dạ. Chị đang sợ nhất là con mình sẽ gặp điều gì đấy? Em cũng không biết nữa. Cuối là cứ cầu mong cho mấy anh kêu đưa được con em về thôi chứ em cũng không biết nữa. Chị... Giờ em cũng kiệt quệ lắm rồi. Vậy là nhận được cái tin mà bạn của bé báo lại là bé nhắn gửi là bé đi Sài Gòn. Dạ, nó nói là mày nói với mẹ tao là tao đi Sài Gòn rồi. Cái này chắc là có người rủ dê đi rồi. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con đi, gọi tên con ra. Hy vọng con của chị xem được hoặc là ai đó đang giữ con của chị. Thì em cũng để nói sớm em được cũng, con mình quay trở về. Thì em cũng cầu mong cho những cái người nào mà con em mà ham vui mà đi theo như vậy đó, mà nếu như em lên tới cộng đồng mạng mà này kia như vậy, nhờ mấy anh như vậy mà mấy người đó có thấy này kia em lên đó, thì làm ơn đưa giùm cho con em về cho mẹ con em đoàn tụ. Mình tâm sự với con đi, mình nói dạ, chuyện với con. Với con thấy cái ảnh mẹ lên như vậy nè, con đi về với mẹ nói khóc, em nói không có một ngày nào mà để cái suy nghĩ ra là cứ nhớ tới con mình không biết ăn sao ngủ làm sao này kia kia nọ không. Khổ quá khổ. Bây giờ các con của chị biết hết chuyện này chưa? Dạ biết rồi, nhưng mà cái bữa đó em ra cái chỗ mà cái Ninh Kiều Cần Thơ á, em ở đó tới gần 2 giờ sáng em cứ đi dọc dọc cái bờ kè này kia kia nọ với mấy cái chỗ công viên, em sợ nó ra đó nó ngồi này kia. Cái bắt đầu em mới đặt xe Văn Lang về Vũng Tàu để em kiếm nó, nhưng mà mấy đứa con em nó nói nè thôi mẹ đi về đi, con tìm ngoài này rồi không có có. Mẹ đi về, mẹ đi về trỏng nhà đi, để kia thế là em lại đi về tiếp. Các đi con về. Nhà mình vẫn hỗ trợ đi tìm em đúng không? Dạ, nhưng mà không có. Không có tin tức. Không có ngoài đó cũng có. Nhưng mà em nói là em thấy là cái tên mà anh Thanh Hải này nè thấy nhiều rồi, thấy cũng hay lắm. Cái tự nhiên bữa đó đêm đó em nằm khuya mà tự nhiên em gõ vào cái nick của anh, cái em mới nhớ tới cái em hỏi anh này kia, nói thôi em đi lên đây một chuyến đi đó. Em định sáng đi nhưng mà sợ sáng không kịp, nhà mình trên đó xuống đây thì đâu có kịp nữa đâu, thế là em đi trong đêm luôn á, mưa cỡ nào chạy đi trong đêm luôn. Khổ thân thật sự. Tiền bạc hết, em nói anh, em nói đi tự đi từ 8 ngày trời tới giờ là trời ơi trời, không có đủ không tiền. Người lớp người này cho, người em nó cho rồi, người mình người ta cho mượn đi cầm chiếc xe mà mình đi bán vé số chở tụi nó về hàng ngày đó. Trời ơi. Mà người ta không có cầm, người ta nói thôi cho mượn nó đi 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 đỡ đi về về được. Dạ. Đi cầm xe để lấy tiền đi tìm con nhưng mà dạ. Họ không có cầm ha. Người ta không có cầm. Họ thương họ cho mượn đúng không ạ? Người ta họ, cho họ lấy lời không? Chắc không đâu, vì trong xóm. Mình nói thôi giờ cho em mượn đỡ 1 triệu hay 1,5 triệu cầm chiếc xe đỡ đi rồi em đi về rồi em làm rồi em lấy lại. Người ta nói thôi cho mượn nó lấy chiếc xe đi làm phương tiện mà đi đi. Đó xong là bắt đầu khuya cái chạy xuống cái gửi chiếc xe cho bệnh viện á. Rồi mới đầu mới đắt xe xuống đây. Chị là ở dưới Cần Thơ chị có nhà cửa gì không? Dạ có nhưng mà nhà thì lụp sụp. Dạ. Có nhà để ở là cũng được rồi ha. Dạ có. Hai mẹ con cái chỗ tránh nắng tránh mưa. Dạ.
giờ là lo nhất cái tình trạng sức khỏe của con và dạ. sự an toàn của con, không dạ, biết đúng là rồi. bé 8 ngày trời qua bên ngoài như thế nào, Thì bởi vậy không đó. biết là ăn ngủ ra sao, sợ rằng gặp những người không tốt họ lại xúi giục bé làm những cái công việc Với không anh được đàng hoàng. biết sao không? Với cổ cái là nó chơi cái thằng đó là vào cái gia đình phức tạp. Nó về gia đình nó phức tạp lắm, mẹ thì trốn nợ về Sài Gòn. Mà ông cha thì y như là ở dưới đó, mà cô em á, ngày đầu tiên mà nghe con mình nó đi trùng khớp với con người ta dọn đi như vậy đó. Mình lại mình năn nỉ, mình khóc, mình nói anh ơi bây giờ vợ anh như vậy như kia vậy đó, nhưng mà em không có chỉ đâu. Anh cho em số điện thoại của vợ anh đi để em lên trên kiếm con em thôi, nhưng mà ông bác bỏ, ông nó không biết. Vậy là cái ngày con nhà mình đi cũng là cái ngày mà cái con của cái người ở dưới cái đấy đi luôn Đúng hả? rồi, là cuối là cái bà cô của cái mấy đứa đó về, y như là đi đi về xong ấy xe xong cũng đưa mấy đứa con đó đi trong cái ngày đó luôn. Mà con mình chữ đi, mọi khi nó bán số, mọi khi là tới 5 giờ mà nó mới hết số, mà tự nhiên cái ngày hôm nay là chưa được mới có 3 giờ 59 phút à. Là Con mà nhà mình là bán vé số cùng với cái cậu nhỏ đấy hay thằng như đó thế luôn, nào? đúng rồi Cùng thằng bán đó, vé số dạ luôn. đúng luôn. Vậy là đi cùng ngày với con nhà mình luôn. Là cái y như là cái gia đình nó về rước thằng thằng đó đi buổi chiều, mà con mình cũng buổi chiều cũng bay luôn. Mà đến khi mà người ta là người ta có cái người đó người ta ra mặt người ta giúp mình á, nhưng người ta nói đừng nói người ta. À vậy hả? Dạ người ta nói vậy nè, là tôi thấy sáng giờ thằng con bà đó nó chở con bà chạy xe đạp cọc cạch ngay đây nè. Cái mình nói gì ơi, vậy mà sáng nó chạy mà giờ tới chiều tự nhiên khoảng 4 giờ mấy giờ nó chạy mất tiêu rồi, con không biết ở đâu nữa. Hai Thì đứa có chơi thân với nhau không? thân Thương luôn, ai? thân luôn. Nhưng mà em nói nghe nè, là cái thằng mà gia đình thằng đó mà phức tạp đó đó về ở trên Sài Gòn á, là ở ngay đường mà mướn nhà trọ ngay chỗ chợ Bình Trị Đông, chợ Bình Trị Đông A. Mình có lên đấy chưa? Dạ chưa, là Chưa. cuối là định đi về đây nè. Đi về đây nhưng mà thôi chết nữa, chắc cũng ấy đi về luôn dưới chứ giờ mà đi về chợ kiếm nữa cũng đâu có còn tiền đâu nữa mà đi nữa. Trời đất ơi. Hết đường rồi. Bây giờ là chỉ còn đường đi về nhà vậy thôi. Đó, đó là cái nguồn thông tin. Nguồn thông tin dạ. là y như là bà cô nó, bà nói về nè, là bây giờ mình cũng hỏi thật, mình nói chị ơi bây giờ em thì mất con mà em nóng ruột, mà con em lại chơi thân với cháu của chị thì giống như là nó thân là dữ lắm, nên bây giờ em sợ cái ngày mà chị đưa cháu chị lên thì con em ngày đó nó cũng mất tích như vậy đó, em sợ. Em mới hỏi là vậy cháu của chị bây hiện tại bây giờ lên trển làm gì trển? Bà nói là cũng đi bán vé số, nhưng mà đi bán vé số là bà không, cháu bà nó không biết đường về. Bà mới nói là bán hết rồi á, thì đứng ngay chỗ ngã tư bốn xã đó, là đứng ở đó rồi bắt đầu điện thoại cho mẹ nó hay là cô nó hay là anh nó ra đón. Dạ nhưng mà thằng anh nó về anh nó cũng nói với vậy là con của cô không, là con khẳng định là con của cô là con không có trên đó. Bây giờ cô cho con cái số điện thoại đi, nếu mà con lên trển mà con hỏi em của con mà giả sử này kia kia nọ mà rồi có gì con ấy cho. Nhưng mà từ khi mà chị cho nó số điện thoại tới giờ là không có nghe tin tức gì hết. Mà người ta nói về nè, mày hơi sức đâu, lẽ người ta ấy con mày đi mà người ta nói này kia kia nọ, người ta nói có. Đó. Rồi cái thông tin của chị thì anh em đã ghi nhận. Đó. Chị sợ rằng thứ nhất là con nhà mình đi rồi đi theo... Là theo cái thằng nhỏ đó ham vui. Lên trên rồi bán thì sợ rằng người ta trăng rắt. Với... Bắt con nhà mình đi bán vé số hoặc đi làm những công việc khác để họ lấy tiền. Đó, vì cái gia đình đó là nó mất phức tạp. Mới đầu thì em vô em trình công an, nhưng mà công an thì nó cũng nạt em dữ lắm. Nó nói là mình có bằng cớ không? Nếu mình không có bằng cớ mà mình nói như vậy là mình vu khống. Cái em nói là không, cái này là em ấy, nhưng mà tại vì con em mất tích mà trùng hợp cùng một ngày, cuối là em muốn như nhờ mấy anh vào cuộc tìm giùm em thôi này kia. Thế là mấy ông mới nói là em đi đánh tờ đơn với này kia cái tấm hình nó đi, rồi bắt đầu em mới để đó thì em mới đi về. Ông mới đi về đi. Đi về thì em về đâu cũng chưa được tới cái chỗ mà mình bán nữa thì tự nhiên công an nó gọi sóc cuộc gọi nhỡ. Thì em lại tưởng là có người tin tức con của em mừng quá, cái em bật lên điện thoại em nói ủa xin lỗi số này của ai, cái nói là chị ơi chị quay lại đi, tụi em là công an nè. Thế là lên là bắt đầu là công an nó ghi chép cho là nó làm cho mình luôn. Đúng rồi, mình tới mình trình báo mình phải, đó. Phải làm viết đơn đàng hoàng để thì mình đó. Ghi thông tin vào bên cơ quan chức năng hỗ trợ mình chứ. Đúng rồi, thì mới đầu thì nó sợ mình ấy này kia, nhưng mà bên cơ quan chức năng nghiệp vụ của người ta cao lắm, dạ cho hỗ trợ người dân mà. Thì đó, mà mình lên mình để tờ giấy cái hình không vậy đâu được. Thì mới đầu em lên trình á, người ta nói như vậy, ta nói là vậy mình là bên cơ quan chức năng công an là hỗ trợ là vậy là mừng rồi. Dạ. Chị cứ yên tâm nhá. Dạ. Chị có điều nào chị muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Dạ cô ấy là chị nói đi. Nhờ bà con cô bác trên cộng đồng mạng á.
là y như giúp đỡ giùm cho con em là này thấy kia. con chị ở đâu chị Dạ về á, chị dạ nói đi. Và quý là em nhờ tất cả cô chú các cộng đồng mạng ở trên, nếu mà thấy con em thì chị trùng cho em hay là này kia đưa dùm về tới chỗ cho em cũng được, em mang ơn nhiều. Chứ em giờ em đi rồi cũng đuối lắm rồi, hết tiền bạc rồi. Hy vọng con trai của chị, bé trai, nếu mà con thấy được cái hình ảnh này, video này, thấy mẹ của con lặn lội từ Cần Thơ lên Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ. Bởi vì ba thì mất rồi mà bây giờ còn mẹ, nhà bốn anh chị em, đặc biệt con là con út, năm nay con mới 12 tuổi. Thì con đang ở đâu đó con sớm quay trở về với mẹ đi. Bởi vì bên ngoài thật sự rất nhiều điều phức tạp, nên mà con trai tuổi con còn nhỏ lắm, con chưa biết gì đâu. Có thể là con ham vui, ham chơi, con nghe theo lời bạn bè để con đi đâu đó. Nhưng mà chú mong rằng là con xem được video này thì con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với mẹ. Bởi vì mẹ từ ngày con đi tới giờ thì mẹ bỏ hết công ăn việc làm, tiền bạc không có, phải vay mượn, chạy đôn chạy đáo, mượn từng đồng từng cắc để mà kiếm tiền xe để đi tìm con. Thì chú mong rằng con thương mẹ đi. Nhà mình cũng không phải là nhà khá giả hay có điều kiện, nhà mình cũng khó khăn. Thương mẹ thì sớm về với mẹ để cho mẹ yên tâm hơn. Còn nếu mà cô chú nào, anh chị nào mà đang giữ bé thì hãy nhanh chóng thả và đưa bé về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố mà giữ bé, khống chế bé, không cho bé về thì chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì tới giờ phút này thì gia đình cũng đã trình báo cơ quan chức năng công an rồi. Và cơ quan chức năng công an cũng vào cuộc để đi tìm bé rồi. Nên mà mong rằng cô chú nào, anh chị nào mà đang giữ bé thì tốt nhất là nên đưa bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn cố tình ngoan cố mà giữ bé, thậm chí là đã và đang có ý đồ lên kế hoạch gì đó để kiếm lợi ích cá nhân mà bắt bé phải đi làm hoặc là đi bán này kia để thu lợi nhuận về bản thân mình, thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Bởi vì bé năm nay mới 12 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, dù là trai hay là gái đều được nhà nước bảo vệ. Nên mà mong rằng là cô chú nào xem được video này ngày hôm nay hoặc ngày mai phải thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về, khi anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng công an có thẩm quyền để xử lý vụ việc. Cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí chị nhá. Em cảm ơn nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trai như trong hình 12 tuổi ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp, cũng như là đưa bé trai sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Dạ rồi, chị còn điều nào chị muốn chia sẻ nào không? Chị muốn nói điều gì đó không ha? Cuối video em chúc chị về Cần Thơ Thượng Lộ bình an. Và cái điều đặc biệt là con trai của chị sớm quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Em cảm Hôm nay ơn chị em về đây nhiều. nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Em đồng ý. Và toàn bộ thông tin câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai. Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi em xin phép chào chị, chúc Chào chị em. cũng như gia đình nhiều sức khỏe nhá, và con trai sớm quay trở về nhá. Em cảm Em ơn xin phép nhiều. chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.